Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Thép chi luật giả gián lâm lục, lý chí tan vỡ. Trong quyển sách này ghi lại, mọi người phát động phản kháng với vận mệnh, hội tụ vật ngữ hy vọng và dũng khí. Tại nghìn năm một ngày nào đó, hết thảy biến số gián lâm thế giới này, tóc đen đồng tử bạc hài tử kế thường ngày xưa vong linh nhóm chấp niệm, hận, yêu, lịch sử này tại thời khắc này mở ra hoàn toàn mới một trang, ăn mừng đi. Đây rồi nhân loại rực rỡ chi tinh. Đây là Xem chi tiết giới thiệu vắng tắt, ý chí tan vỡ. Vậy thì, câu chuyện sắp bắt đầu rồi, xin hãy xem đến cuối cùng. Renat Nói đi cũng phải nói lại, trang bị những chữ kia, hẳn là kiệt tác của ngươi đi. Ý chí tan vỡ Bị phát hiện sao? Renat Ngoài cậu ra còn ai làm chuyện này nữa? Như vậy, bắt đầu rồi. Một, 2 Mọi người Cầu cho tất cả những điều tốt đẹp đều được chúc phúc. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương một, Văn học thiếu nữ cùng sụp đổ ý thức. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ừm. Chắc chắn rồi, tôi đã chán nhiệm vụ của cây số áo rồi. Một người đàn ông, bằng cách nào đó, không thể nhìn rõ khuôn mặt và không thể phân biệt giới tính từ mọi góc độ đang chơi cờ quốc tế với một người đàn ông trong một không gian với những khối nhỏ màu tím lơ lửng đã bao lâu rồi kể từ khi ý thức sinh ra của bạn bắt đầu ngồi đối diện người đó là một cô gái đeo kính có vẻ tràn ngập khí chất văn học không biết ta nguyên bản cũng chẳng qua là hư số chi thụ dùng để tiến hành sàng lọc một đoạn trình tự mà thôi không biết từ khi nào trở đi ta có được tự ý thức đồng dạng không biết từ khi nào trở đi những kia bị sàng lọc văn minh gọi ta là thần cùng sụp đổ ý thức gì đó như vậy ngươi dự định tiếp tục vì hư số chi thụ sàng lọc văn minh sao thiếu nữ văn học hỏi cây và biển chiến tranh không biết kéo dài bao lâu đâu biển muốn nuốt chững cây cây muốn hấp thu biển lớn mạnh bản thân ở trong lúc này đã có vô số văn minh biến mất ở hai bên tranh đấu bên trong đương nhiên tạo thành trên cây nhiều văn minh như vậy ngã xuống nồi của ta phỏng chừng có 90% a à, bất quá, nói thật, ta thật sự không muốn tiếp tục nữa đâu. Tại sao? Rõ ràng lúc trước anh đều làm loại chuyện này mà. Thiếu nữ văn học hỏi. Nên nói như thế nào đây? Ta giống như yêu nhân loại. Rất kỳ quái, lại có thể thích một trong những đối tượng sàng lọc của mình. Ý thức tan vỡ bày ra tư thế trầm tư. Không biết bắt đầu từ khi nào, ta đối với nhân loại loại này tràn ngập mâu thuẫn sinh vật mê mùi đoán chừng là tại nhân loại văn minh sinh ra một khắc kia đi có đôi khi bọn họ sẽ nở rộ ra thập phần chói mắt quan có đôi khi bọn họ lại sẽ sinh sôi ra như bùn đất như vậy ác mà này hai loại hoàn toàn trái ngược đặc tính cương nhiên sẽ đồng thời xuất hiện ở một loại trên ta nghĩ mặc kệ là ai đều sẽ đối với nó cảm thấy tò mò đi cho nên thiếu nữ văn học hỏi ta bắt đầu quan sát nhân loại cuộc đời của một người nào đó khoảnh khắc một người anh dũng hy sinh khoảnh khắc một người nào đó phạm phải tội ác tây trời sau đó ta hoàn toàn yêu nhân loại sàng lọc văn minh sao loại chuyện này làm sao có thể thú vị hơn quan sát nhân loại chứ bất quá đáng tiếc chính là bọn họ phần lớn đều không thông qua sàng lọc một số ít thông qua lại vì đủ loại nguyên nhân mà tiêu vong bất quá càng nhiều văn minh nhân loại sinh ra trên cây cho phép ta tiếp tục quan sát ý thức tan vỡ cười nói loại tình yêu này thật đúng là có đủ vặn vẹo đây thiếu nữ văn học nói nên nói như thế nào đây dùng trận doanh cửu cung cách để nói rõ ta đại khái là hỗn loạn trung lập đi nhà tuy rằng nói như vậy không sai nhưng ta cũng không phải cái loại này sung sướng quái đâu bằng không các ngươi cái gọi là xuyên qua thần là sẽ không tìm tới ta đi chúng ta quan sát được cây cùng biển chiến tranh lan đến vô số văn minh về sau liền bên trong từ thế giới bên ngoài chạy tới bất quá chúng ta thật không nghĩ tới chính là thân là hư số chi thụ văn minh sàng lọc trình tự ngươi ở trong thời gian dài sinh ra ý chí bản thân đây cũng là chúng ta có thể tiến hành giao dịch tiền đề tôi đã quá mệt mỏi với việc tiếp tục làm công nhân cao cấp cho cây số ảo nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cây số ảo cũng sẽ phát hiện ra rằng tôi đã được sinh ra với sự tự nhận thức và một mức độ đồng cảm nào đó với nền văn minh mà tôi đã sàng lọc đến lúc đó, tôi có lẽ sẽ bị bỏ rơi. Như vậy không được đâu, tôi vẫn muốn xem những câu chuyện về nhiều người và kết thúc như vậy mà tôi không muốn. Thiếu nữ văn học hất tóc, ta đồng ý, để cho cứu thế của các ngươi tiến vào thế giới bên ta. Bất quá, để phòng ngừa bị hư số chi thụ phát hiện vấn đề bên ta, đối với đứa nhỏ kia, ta sẽ không trợ giúp gì đâu. Như vậy là đủ rồi. Thiếu nữ văn học nói ta ngược lại rất tò mò cái gọi là chú cứu thế đến tột cùng là dạng tồn tại gì đây ý thức tan vỡ nói cứu thế chủ nha đó là anh hùng số mệnh đã định có thể trúng tay ách giải cứu mọi người thiếu nữ văn học cười nói trong tay nàng xuất hiện một đoàn ánh sáng màu trắng đây là linh hồn của đấng cứu thế sao ý thức tan vỡ hỏi ừ thiếu nữ văn học gật gật đầu xem ra không có chênh lệch gì lớn so với linh hồn bình thường ý thức tan vỡ nói như vậy ngươi tự mình đi cảm thụ một chút đi thiếu nữ văn học đem linh hồn đặt ở trên tay ý thức tan vỡ đây là thú vị thật sự rất thú vị ý thức tan vỡ từ trên đoàn linh hồn kia cảm nhận được thứ ghê gớm đó là sự ấm áp không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung cứng rắn muốn so sánh đó là sự ấm áp tự như nằm phơi nắng trên bãi cỏ gió nhẹ thổi qua ngươi là từ nơi nào tìm được linh hồn như vậy ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây ý thức tan vỡ nói chú cứu thế sở dĩ là chú cứu thế tự nhiên có đặc điểm khác với người thường đặc điểm của đứa trẻ này chính là sự dịu dàng có thể bao dung vạn vật lại nói linh hồn này nguyên bản thân thể là như thế nào chết đi à ý thức tan vỡ có chút tò mò đứa trẻ đó tiền thân là một giáo viên mầm non trẻ tuổi đã chết để bảo vệ học sinh phanh của một chiếc xe hơi đột nhiên mất kiểm soát lao vào đường dành cho người đi bộ anh ta đã sử dụng cơ thể của mình để bảo vệ học sinh thật đáng tiếc khi một sinh mệnh trẻ tuổi như vậy đã chết chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đưa ra một thỏa thuận ban đầu chúng tôi muốn gửi anh ta đến một thế giới hàng ngày để bắt đầu một cuộc sống thứ hai rõ ràng ngay cả hệ thống thường ngày cũng đã được tạo ra nhưng đứa trẻ này tự mình đề nghị muốn đến thế giới này để bù đắp một số tiếc nuối nhất có thể giáo viên trẻ nhưng mà chỉ dựa vào linh hồn ấm áp như vậy cũng không thể sống sót trên lá cây số không đâu ân ừ, cho nên hiện tại phải bắt đầu anh hùng tác thành thiếu nữ văn học nói thú vị ta cũng tới chơi một cước đi ý thức tan vỡ nói như vậy sẽ không bị hư số chi thụ phát hiện sao văn học thiếu nữ nói nếu sau khi hắn tiến vào lá cây ta ban cho hắn lực lượng cây mới có thể nhận ra được như vậy à như vậy đầu tiên ban cho đứa nhỏ này sắt thép quyết ý đi, văn học thiếu nữ đem vật gì rót vào trong linh hồn, thì ra là thế, vô thượng dũng khí cùng vô luận thân ở như thế nào tình huống đều sẽ không lâm vào hỗn loạn cũng dẫn hướng chính xác lựa chọn bình tĩnh, cuối cùng lại thêm có thể chịu đựng được cực đoan thống khổ siêu nhân thể xác và tinh thần, tại có sụp đổ có thể tồn tại trong thế giới, có được này bốn loại đồ vật, có thể sống đến cuối cùng giáng lâm cũng nói không. Chừng đâu? Ta có thể cho đứa nhỏ này, chỉ có thế thôi. Thiếu nữ văn học nói. Không phải chứ. Mặc dù nói có được thứ ngươi ban cho, đứa nhỏ này có thể sống đến cuối cùng hàng lâm, nhưng cũng không có nghĩa là đứa nhỏ này có thể đánh thắng được Chung yên a. À, chớ nói chi là những đứa nhỏ trước Chung yên kia. Kế tiếp là phạm vi công việc của anh. Phá hỏng ý thức, anh muốn đứa bé này trở thành tồn tại như thế nào? Cho dù là chú cứu thế, cũng có đủ loại hình. Thiếu nữ văn học nói ân. Ừ. Như vậy, liền để hắn trở thành cứu vãn hết thảy chú cứu thế đi, nhân loại luôn cái gì cũng muốn, như vậy ta liền đem có được hết thảy vốn liếng cho đứa nhỏ này đi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 02. Red Nang sinh ra. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đầu tiên là đối với năng lượng sụp đổ thích ứng nếu như không có năng lượng sụp đổ thích ứng cho dù thông qua trí tuệ cùng dũng khí xông qua một lần lại một lần kiếp nạn đến cuối cùng cũng sẽ bởi vì năng lượng sụp đổ ăn mòn quan hệ mà chết đi cho nên ta trước ban cho đứa nhỏ này mạnh nhất năng lượng sụp đổ thích ứng dùng các ngươi bên kia mà nói chính là năng lượng sụp đổ thích ứng ép tiếp theo đối với năng lượng sụp đổ khống chế cũng không thể rơi xuống Ý thức sụp đổ đem đối với năng lượng sụp đổ thích ứng cùng năng lượng khống chế sụp đổ đều ban cho linh hồn, đúng rồi, nếu là chú cứu thế, nhất định phải có mục tiêu đúng không? Trên lý thuyết mà nói là như vậy không sai. Thiếu nữ Văn Học nói. Như vậy, đem cái này cũng giao cho đứa nhỏ này đi. Ý thức tan vỡ đem một thứ nhét vào trong linh hồn trên tay. "Đợi đã, anh nhét cái gì vào đó vậy?" Cô gái Văn Học kinh hô. Từ lời nói cứng rắn là những văn minh bị hủy diệt bởi sự sụp đổ đó nha ý thức sụp đổ nói anh có nên không cô gái văn học che miệng lại đúng vậy những nền văn minh bị hủy diệt kia kỹ thuật của họ chấp niệm của họ không cam lòng của họ thù hận của họ hồi ức của họ thiện chí của họ tình yêu của họ tất cả tôi đã giao cho đứa trẻ này người đem nhiều thứ ghê gớm như vậy đều nhét vào trong cơ thể đứa bé này sau khi đứa bé này chuyển sinh những thông tin quá lớn kia chỉ khiến đứa bé này biến thành kẻ điên điểm ấy ta đương nhiên biết dù sao linh hồn đứa bé này chỉ là linh hồn nhân loại bình thường mà thôi nhưng mà cộng thêm cái này thì không giống ý thức tan vỡ lấy ra một thứ bị kết tinh bao bọc lấy đây là thiếu nữ văn học kinh ngạc nhìn kết tinh trong tay ý thức tan vỡ trước đây rất lâu trong một cuộc giao tranh khác giữa cây và biển một phần rễ của cây đã bị biển nuốt chửng Mặc dù trong hồ sơ là như vậy, nhưng trên thực tế, phần rễ sắp bị biển nuốt chửng, trước khi biển nuốt chửng hoàn toàn, tôi đã chặt đứt nó và lấy lại rễ từ miệng biển với tất cả sức mạnh của mình. Vào thời điểm đó, biển gần như đã hoàn toàn cuốn rễ lại, trong tình huống đó tôi thực sự mất rất nhiều công sức để lấy thức ăn từ miệng hổ, ý thức sụp đổ nói: "Anh đã quyết định nổi loạn chống lại cây số ảo từ rất lâu rồi sao?" cô gái văn học hỏi. "Ta không phải đã nói rồi sao?" tình trạng của ta sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị cây phát hiện khi ngày đó đến ta nhất định phải chuẩn bị đầy đủ lợi thế bất kể là từ trên người cây thoát khỏi trở thành cá thể độc lập hay là để cây lưu lại ta hoặc là thay thế cây xem ra chúng ta đến quấy rầy kế hoạch của ngươi rồi thiếu nữ văn học nói không chẳng bằng nói các ngươi đến ngược lại cho ta ý nghĩ mới ta cảm thấy chính mình lại có thể chờ mong một chút nhân loại khả năng đâu nhưng cái cây không nhận ra cái rễ bị cắt đứt này sao cô gái văn chương hỏi đều nói là rễ gãy cây có thể cảm giác được mới là lạ ý thức tan vỡ nói nhưng mà trói buộc cái rễ này với đứa bé này thật sự sẽ không có vấn đề gì sao đối với nhân loại mà nói tiếp xúc với cấp độ lực lượng này còn quá sớm đây chỉ là một cái chìa khóa mà thôi có thể tìm được cánh cửa kia hay không có thể mở cánh cửa kia hay không còn phải xem đứa bé này ý tứ của mình cho dù đứa trẻ này trong tương lai có thể cùng với ngươi đem hư số chi thụ cùng với biển cùng nhau tiêu diệt trong đấng cứu thế cũng tồn tại loại đấng cứu thế hủy diệt hết thảy đâu này nói như vậy cũng không phải rất thú vị sao đúng rồi để phòng ngừa đứa bé này bị cây phát hiện ta cần lấy đi tất cả ký ức của nó về thế giới này cùng với tất cả ký ức mà nó đã trải qua trong quá khứ dù sao những thông tin trong đầu đứa bé kia nếu bị cây phát hiện, phỏng chừng sẽ biến thành tình huống vô cùng khủng khiếp. Bất kể là cắm rễ vào thế giới của đứa bé kia hay là cắm rễ vào thế giới của những câu chuyện khác, đối với cây mà nói đều là chuyện rất đơn giản. Đồng thời, biển cũng sẽ hành động theo nó. Ý thức tan vỡ nói, mối quan hệ giữa thế giới và thế giới là khá kỳ diệu. Đôi khi không thể nói rõ liệu thế giới được sinh ra bởi vì những người đó đã tạo ra chúng hay những thế giới đó vốn đã tồn tại, chỉ đơn giản là bằng cách nào đó phóng chiếu thông tin vào các thế giới khác. Như vậy, vì thiếu niên này ký ức tạm thời liền do ta nhận lấy. Chờ hắn hoàn thành hắn sứ mệnh sau, ta sẽ trả lại cho hắn. Băng hoại ý thức đem linh hồn quá khứ trải qua hết thảy rút ra, mất đi quá khứ hết thảy, như vậy người này còn tính là nguyên lai người kia sao? Thê sơ chi thuyền sao? Đúng là vấn đề rất thú vị. Như vậy ta đối với đứa nhỏ này trợ giúp cũng chỉ có nhiều như vậy. Ý thức tan vỡ nói. Như vậy, nên vì đứa bé này chuẩn bị một thân thể đi. Thiếu nữ văn học nói. a à a à, đây chính là phân đoạn bóp người đúng không? Giao cho ta đi. Ý thức tan vỡ nói. Và rồi. Ken ken, đại công cáo thành. Cứ như vậy bất kể là linh hồn hay thể xác, khả năng thích ứng tan vỡ đều là ép một mái tóc dài màu đen, đôi mắt bạc, thân thể đứa bé 8 tuổi bị ý thức tan vỡ chà sát ra. Tóc đen ngân đồng. Thiếu nữ văn học nói. Ân, thẩm mỹ của ta cũng không tệ lắm chứ. Ý thức tan vỡ nói. Có thể thì có thể, nhưng tại sao lại là cơ thể của một đứa trẻ, thiếu nữ văn học hỏi. Ừm. Ta cảm thấy nếu muốn xem câu chuyện của đấng cứu thế, vậy thì phải xem câu chuyện khi còn bé của hắn chứ ý thức tan vỡ cười nói. Cậu định đặt tên cho đứa trẻ này là gì? Đứa trẻ bị cậu lấy đi ký ức hiển nhiên không thích hợp dùng tên lúc còn sống. Ta nghĩ xem. Lôi nạp đức thế nào? Ý thức tan vỡ nói. Toàn kim loại cùng phong, thiếu nữ văn học hỏi. Ân, ừ, đứa nhỏ kia trong trí nhớ bộ đầu tiên tiếp xúc ACG tác phẩm, hình như chính là cái này đây. Bắt đầu từ hôm nay, tên của ngươi là Lôi Nạp Đức, nhớ kỹ nha thiếu niên. Như vậy, kế tiếp đứa bé này liền muốn chuyển sinh, ngươi dự định đem đứa bé này quăng đến thời điểm nào đây? Ừm. Xem vận khí của hắn đi. Ý thức tan vỡ ném thân thể lôi nạp đứt ra ngoài. Này! Đừng tùy tiện đối đãi với đấng cứu thế như vậy chứ. Thiếu nữ văn học kêu lên. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 03 Siberia cánh đồng tuyết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Vù vù Nơi này là Siberia cánh đồng tuyết, lạnh thấu xương gió lạnh xen lẫn trắng noãn bông tuyết thổi qua mảnh đất này, nói tóm lại chính là một mảnh trắng, ở loại địa phương này nếu như không mặc dày điểm, không cần thời gian quá dài, sẽ bởi vì cơ thể con người tản nhiệt quá nhanh, do đó nhiệt độ cơ thể điều tiết trung khu chức năng suy kiệt hô hấp, nhịp tim ức chế, huyết áp cơ hồ trình thẳng tắp giảm xuống, các loại phản xạ biến mất. đối với bên ngoài kích thích không có phản ứng, cuối cùng dẫn đến mạch máu vận động trung khu cùng hô hấp trung khu tê liệt mà tử vong ha. đội trưởng, chúng ta mỗi ngày đều phải tiến hành tuần tra như vậy thật sự rất nhàm chán a. À. mấy thân ảnh di động trong gió tuyết, thoạt nhìn giống như là một đám nữ hài tử. đừng phàn nàn nữa, đây là nhiệm vụ một cô gái trẻ đeo cây thánh giá màu xanh đen xoa tay vào cuối hàng. đừng oán giận ngãi lệ á, mau hoàn thành nhiệm vụ hôm nay đi. thiếu nữ mắt xanh tóc bạc nói. nhiệm vụ của chúng ta là cần thiết. xem ra là người đứng đầu tiểu đội mở miệng. nhưng mà đội trưởng, chúng ta ngay cả cái bóng của băng hoại thú cũng không nhìn thấy a à, tuần tra tuần tra tuần tra. ngoại trừ cái này ra, không có nhiệm vụ nào khác sao? ta làm nữ vũ thần cũng không phải tới làm lần này. cùng kỳ đại bộ phận đều ra chiến trường cùng băng hoại thú còn có tử sĩ chính diện đối quyết a à, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu đội thần hôn của chúng ta không có chiến tích có thể lấy ra được a à, địa phương quỷ quái Siberia này lạnh đến phỏng chừng ngay cả băng hoại thú cũng không muốn tới. thiếu nữ đeo thập tự giá nói mấy người này là tiểu đội thần hôn Siberia lệ thuộc vào tổ chức đối kháng băng hoại lớn nhất thế giới thiên mệnh các nàng theo thứ tự là dựa vào một thanh kiếm lớn xé nát vô số băng hoại thú đội trưởng thiết ân ô đặc ân có được kiếm kỹ cao siêu tra lị á phụ trách hỏa lực trợ giúp divana kaslana sử dụng sông thương bơi đi trên chiến trường alos người thích sử dụng giáp cổ tay để nghiền nát kẻ thù alia người trẻ tuổi nhất nhưng được mong đợi nhất trong nhóm so với cái này ta để ý trang bị của chúng ta hơn ô đặc ân nói đúng vậy hệ liệt vũ khí của biệt động quân nói thế nào nhỉ hiệu quả duy nhất hình như chính là sự ấm alos chăm chọc dù sao chúng ta cũng không có chiến tích xuất thủ nhưng so với những vũ khí chế thức kia hệ liệt du kỵ binh mạnh hơn một chút nhưng là ve chen đội trưởng a chúng ta trong tay đồ chơi cũng tự so chế thức mạnh hơn một chút a nếu không để divana hướng phía trên câu thông một chút alia nói cái kia cái gì mặc dù ta là kaslana nhà nhưng ta chỉ là một cái bình thường Castlana tộc nhân a phía trên thật muốn bán mặt mũi đại khái cũng là cho tề cách phi đại nhân loại cấp bậc này bán nói cách khác danh hiệu nhà Castlana của ngươi một chút cũng không có tác dụng sao chính là như vậy hơn nữa cho dù ta thật sự có thể làm cho cấp trên bán mặt mũi của ta ta đại khái cũng sẽ không đi làm loại chuyện đó đi Divana nói dù sao cũng là tạp tư lan na hiểu đều hiểu Ô đặc ân nói: đừng nói người nhà Kaslana đều là kẻ ngốc a Divana chăm chọc a đội trưởng có sao băng? Ngải lệ á kêu lên bá một ngôi sao băng màu vàng từ phía chân trời xẹt qua lại có sao băng vận khí thật không tệ ước một điều đi a Lạc Ti nói có có sao băng vàng không? Ve Chen hỏi vậy xem ra không giống như là do ma sát với khí quyển sinh ra. Ô Đặc Ân nói. Có cần phải đi xem một chút. Divana nói. Không phải là sinh vật ngoài hành tinh chứ. Cậu xem, trong phim đều diễn như vậy. Sinh vật ngoài hành tinh ký sinh trên thiên thạch theo thiên thạch cùng nhau rơi xuống mặt đất gây ra tai họa gì đó. Dù đó là gì đi nữa, vì nó đã rơi vào khu vực pháp lý của chúng ta, chúng ta có nghĩa vụ phải tìm ra bộ mặt thật của người đàn ông này, Vê Sơn nói. Ân. Tiểu đội thần hôn xuất kích. Divana kêu lên. Bên kia. Ba. Kim sắc lưu tinh rơi xuống mặt đất, nhưng không có dẫn phát trùng kích thật lớn, thứ kia tự hồ so với lông vũ còn nhẹ hơn. Hào quang của sao băng tản đi, lôi nạp đứt mặt quần áo đơn bạc nằm ở trên cánh đồng tuyết, Xem ra là viên sao băng kia đem lôi nạp đứt bao bọc lại sau đó đưa đến nơi này. Lạnh quá. Gió lạnh Siberia đánh thức nát Tôi. Tôi là ai? Renat thấy mình không thể nghĩ về quá khứ của mình. Tôi nhớ, tên tôi hình như là Renat, tại sao tôi lại ở đây? Tôi phải làm gì đây? À... Đây. Đây rốt cuộc là vô số tin tức toàn bộ vọt vào đầu Ren nát, đó là một trong những món quà mà ý thức tan vỡ chuẩn bị cho Ren nát. Tại sao ta phải chết? Quái vật, đừng tới đây. Chết đi, chết đi, chết đi đứa bé kia là luật sư, mau giết nàng. Không nên, van cầu ngươi, ít nhất buông tha cho người nhà của ta. Tại sao người chết không phải ngươi? Tại sao chúng ta nhất định phải tuyệt diệt a? À? Tại sao? Tại sao các ngươi có thể sống sót mà ta thì muốn một chút giá trị cũng không có chết đi? Đừng, đừng tiếp tục nữa. Nôn, Renat phun ra một đống nước chua, tiêu diệt tan vỡ, tiêu diệt tan vỡ, tiêu diệt tan vỡ những tên kia là địch nhân tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình không cần cố kỵ bất kỳ thủ đoạn nào không tiêu diệt những quái vật kia chúng ta không có tương lai tiêu diệt tan vỡ không từ thủ đoạn lôi nạp đức lẩm bẩm nói <laughs> Pát 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 Đây là... Khác với cảm xúc đen kịch lúc trước, lúc này đây lôi nạp đức nên đón chính là... Ấm áp như mặt trời, nếu như lúc đó không đối xử tàn nhẫn với những đứa trẻ kia thì tốt rồi. Người kia có sống sót không? Nếu có thể còn muốn gặp lại người kia một lần nữa đâu làm ơn đem câu chuyện của chúng ta lưu truyền đến tương lai đi nếu như là vì gia đình mà chiến đấu mặc kệ bao nhiêu lần ta đều sẽ nói ta vui vẻ đến cực điểm đó cũng không phải là chân tâm của ngươi đi ngươi tuyệt đối không phải là ác quỷ gì chúng ta có thể giúp ngươi người của thế hệ tiếp theo a à, hy vọng các ngươi có thể mở ra một tương lai huy hoàng nếu như nói bóng tối vừa rồi là ác của nhân loại, như vậy hiện tại xông vào nội tâm trây nát, chính là thiện 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 của nhân loại. Hủy diệt Bảo vệ Bảo vệ Hai giọng nói khác nhau xuất hiện trong đầu trên nát, nhưng theo thời gian, hai giọng nói dần dần trở nên thống nhất. Xin hãy đánh bại sự sụp đổ, bảo vệ tất cả những gì tốt đẹp trên thế giới này, người đến sau, chúng tôi giao tất cả mọi thứ của mình cho anh nỗi tâm vốn bị đen kịt ăn mòn của ren nát trong nháy mắt biến trở lại hình dáng ban đầu thậm chí còn chói mắt hơn so với quá khứ nếu như nói trước đây linh hồn của ren nát tản ra hơi thở ấm áp như mặt trời hiện tại linh hồn của hắn chính là mặt trời đây chính là ta giáng lâm thế giới này ý nghĩa sao ta biết ta sẽ đem hết toàn lực nghĩ biện pháp đánh bại tan vỡ sẽ không để thế giới này lặp lại tan vỡ kết cục Renat gật đầu. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sạch. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 04. Babylon Phòng Thí nghiệm bạn đang nghe tại truyện chấm audio lần này rót vào nát trong đầu là đến từ các bị sụp đổ hủy diệt văn minh khoa học kỹ thuật mọi người nắm giữ tài nghệ hồi ức dừng dừng tiếp tục như vậy đầu của ta sẽ a a a a a a a a a a, -a. gu Renat cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đúng lúc này tay Renat giống như chạm vào thứ gì đó là hòn đá Renat bắt lấy hòn đá một cái lại một cái đập đầu của mình, ý đồ dùng cảm giác đau đớn để cho mình cưỡng chế thanh tĩnh. Nếu như lúc này mất đi ý thức, phỏng chừng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Rốt cuộc khi nào mới có thể dừng lại? Lúc này nếu như không hết sức chăm chú. À, lôi nạp đức tiếp tục cầm hòn đá đập vào đầu mình. Vài phút nữa. Hà. Hà. Cuối cùng cũng kết thúc. Lôi nạp đức cuối cùng cũng nhận được toàn bộ thông tin. Mặc dù ta đã đồng ý với yêu cầu của những người đã khuất kia, nhưng đừng để ta biết rốt cuộc là tên nào nhét nhiều đồ như vậy vào. Chết tiệt. Renat phát hiện mình hình như mất máu quá nhiều, dù sao vì giữ được trạng thái tỉnh táo, lực lấy đá đập đầu khẳng định không thể nhẹ, hiện tại Renat toàn bộ khuôn mặt đều là máu. Ha ha. Dưới tình huống mất nhiều máu, toàn thân mặc quần áo đơn bạc ngồi trên cánh đồng tuyết thật sự là muốn chết lôi nạp đức cảm giác ý thức của mình đang dần dần đi xa đội đội trưởng nơi này có một đứa bé đầu đầy máu a tiểu đội thần hôn chạy tới con trai có thể nghe rõ giọng nói của ta không đã xảy ra chuyện gì có người tấn công con sao vắc xin vội vàng chạy tới giúp đỡ thân thể lung lay sắp đổ của lôi nạp đức đội trưởng làm sao bây giờ alia có chút không biết làm sao tình huống như vậy các nạn vẫn là lần đầu tiên, bây giờ không phải là lúc để tìm thiên thạch, đứa trẻ này đang trong tình trạng nghiêm trọng. Đầu liên tục bị đập bởi một vật cứng nào đó. Chalia. Ừm, có thể hơi đau một chút, xin hãy nhẫn nại một chút. a à, Chalia từ trên lưng lấy ra một ống tiêm hướng về cánh tay của lôi nạp đức. Đây là... Adrenaline mà. Lôi nạp đức ta lạc ti, phương tiện thiên mệnh cách nơi này gần nhất là gì? Vi Thiết Ân nói là phòng thí nghiệm ba. Bi. Lôn. A Lạc Ti nói. Tôi nhớ lúc đó có một phòng thí nghiệm nghiên cứu dấu thánh nhân tạo. Divana nói. Ta nhớ hình như đó là Divana gia tộc của ngươi phụ trách phòng thí nghiệm đi. Ân, là thiên mệnh lớn thứ hai sụp đổ năng lượng sở nghiên cứu, bên trong có thế giới lớn thứ ba sụp đổ năng lượng lò phản ứng. Bất quá lần trước nghĩ phép người hồi trong thời điểm, trong nhà các vị giống như đối với cái này phòng thí nghiệm sự tình đều không thế nào hiểu rõ đây bất quá nếu là kaslana phụ trách nhất định không phải là nơi nghiên cứu nguy hiểm gì chứ dù sao kaslana chính là lá chắn bảo vệ nhân dân mà ngải lệ á nói bây giờ đưa đứa bé này đến phòng thí nghiệm babylon với tốc độ cao nhất nếu là nghiên cứu dấu vết nhân tạo nhất định phải có một lượng lớn dụng cụ y tế mới đúng thân thể của đứa bé này không biết có thể chống đỡ tới khi nào Nhanh lên. "Đội trưởng, về sau băng kia." A Lạc Ti hỏi. "Meteo vẫn phải đi tìm, nhưng sau khi đưa đứa trẻ này đến nơi an toàn, Chalia, thị trấn gần đây nhất là gì?" "Ừm. Hình như rất xa, còn có cách một dãy núi, cho dù là băng hư thú cũng không có biện pháp trong nháy mắt di động khoảng cách dài như vậy đi." Chali loay hoay thiết bị liên kết cá nhân của mình nói. "Tốt lắm." bây giờ đến phòng thí nghiệm Babylon ngay lập tức. Ve Chen nói. Xem ra ta xem như được cứu rồi. Lôi nạp đức, và rồi. Tình trạng của đứa trẻ thế nào rồi, Ve Chen hỏi. Các ngươi đưa tới rất đúng lúc, mặt khác đứa nhỏ này tố chất thân thể cũng còn cứng cỏi, quả thực chính là không, không có gì. Không sao đâu, Divana nói. Tiếp theo, có thể nhờ mọi người chăm sóc đứa bé này không? Tìm được người thân của đứa bé kia chúng ta còn có nhiệm vụ phải đi làm. Vi Thiết Ân nói. Yên tâm, tất cả cứ giao cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đối xử tốt với đứa bé này. Bác sĩ A cười nói. Ừ, Vi Thiết Ân gật gật đầu. Quả nhiên các Slana gia phụ trách địa phương hoàn toàn không có một chút vấn đề đâu. Mới đầu ta còn lo lắng cái này gọi phòng thí nghiệm địa phương sẽ cùng trong phim tà ác nhà khoa học nhân vật phản diện bắt đủ loại tiểu hài tử tiến hành nhân thể thí nghiệm đâu. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều rồi chúng ta là không có khả năng làm chuyện như vậy đấy nơi này hết thảy tiến hành nhân thể thí nghiệm đều là tình nguyện viên chính mình đồng ý đến lúc đi rồi vi thiết ân nói đi tìm bộ mặt thật của kim sắc lưu tinh đi a lạc ti nói nói không chừng sẽ có một hồi đại chiến khiến người ta nhiệt huyết sôi trào divana nói tạch 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 tiểu đội thần hôn rời đi tội nghiệp cậu bé những va tốt bụng đó đã gửi cậu đến đây để hy vọng cậu sẽ được an toàn nhưng họ chỉ đơn giản là không biết bộ mặt thật của nơi này chờ cơ thể của cậu hồi phục không phải là những người chú tốt bụng nào đang chờ đợi cậu để giúp cậu tìm người nhà tất cả mọi người ở đây kể cả tôi đều là những nhà khoa học xấu xa không hơn không kém bác sĩ a mỉm cười nhìn ren nát đang nằm trên giường bệnh thì ra là thế tôi có thể đoán được nơi này là nơi như thế nào Renat, Renat nằm trên giường bệnh cũng không mất ý thức, hắn chỉ giả dạng hôn mê mà thôi. Sau khi bị tiêm ác renlin, tình trạng cơ thể của hắn dường như tốt hơn nhiều. Ưm, ừ. có lẽ không cần tiêm thuốc kích thích tuyến thượng thận, Renat cũng có thể sống sót. Đừng trách chúng ta nha, dù sao giống như các ngươi cô nhi cùng thân phận không rõ hài tử, trên cơ bản không có tương lai đáng nói đâu. Vì thiên mệnh hy sinh chính mình là các ngươi vinh hạnh lớn nhất đâu trở thành nhân loại chiến thắng tan vỡ hy sinh một phần, chính là các ngươi giá trị lớn nhất đấy. Thiên mệnh Thời đại này chống lại tổ chức tan vỡ sao? Xem ra, ta hiện tại tiếp xúc đến chính là một mặt đen tối của tổ chức này. Lôi nạp đức thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 05. Tây Lâm bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tiểu quỷ, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà mới của ngươi. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, hiểu không? Hai tên trong coi cầm súng đang ấn trên nát đi về phía một phòng giam. Ta biết, dù sao các ngươi cầm trong tay đồ vật cũng không phải đồ trang sức, hơn nửa tay cùng chân của ta đều bị xiềng xích, ta nghĩ trên thông đạo phỏng chừng cũng đầy camera giám sát đâu dưới tình huống như vậy tiểu hài tử muốn từ bên trong phòng thí nghiệm canh phòng nghiêm ngặt thoát ra hoàn toàn là chuyện lạ. Hừ, ngươi còn rất nghe lời nha. Trong coi A nói. Thông thường những đứa trẻ mới đến sẽ khóc lóc đòi bố mẹ và một số sẽ chọn gây rối. Tất nhiên, khi chúng biết rằng mọi thứ của chúng sẽ đổi lấy kết quả tồi tệ nhất, chúng sẽ trở nên ngoan ngoãn và vâng lời. Chỉ để giảm bớt một chút tội lỗi, người gác cổng B nói. Tôi có một câu hỏi, Renat hỏi. Ồ, nói thử xem. Nếu tâm trạng tôi tốt thì tôi sẽ trả lời anh. Quản ngục A nói. Có đứa trẻ nào sống sót không? Renat hỏi. Loại chuyện này cũng không phải cấp bậc chúng ta có thể biết được. Tuy nhiên, ta có thể nói cho ngươi biết, mỗi ngày đều có một đống người tiến vào lò thiêu. Tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc có thể ở dưới tay đám người kia bao lâu đây? Ta rất tò mò đây. Được rồi, từ hôm nay trở đi, tên của ngươi chính là thực nghiệm thể giác 1698. Không cần biết trước kia ngươi có tên gì, ở chỗ này ngươi chỉ có thể gọi cái này. Nếu vận khí tốt, ngươi có lẽ sẽ sống lâu một chút, bất quá, như vậy còn không bằng chết. Trong coi A cười nói. Anh nghĩ anh ta sẽ sống được bao lâu, lính gác B hỏi. Không quá ba ngày chứ. Tôi sẽ chặn vốt ca hôm nay. Bảo vệ A nói. Tôi đặt cược nửa ngày, sau khi tất cả các băng đảng lớn ngày hôm nay. Chết tiệt. Vốt ca ngày hôm nay tôi sẽ không được chào đón, giọng nói của người bảo vệ đi xa hơn cái này thật đúng là. Từng có loạn A, nhìn bố trí bên trong phòng giam, lôi nạp đức tỏ vẻ ổ chó còn mạnh hơn nơi này. Bao lâu thì họ dọn dẹp một lần. Renat sờ vào vết máu đã khô còn sót lại trên tấm ga trải giường. Lượng máu này xem ra là do ghen toàn thân bị suy sụp mà chết. Lôi nạp đức nhìn vách tường, phát hiện trên vách tường có khắc một hàng chữ nhỏ. Mẹ ơi! Con muốn về nhà. Đau quá! Mẹ ơi! Đến đón con chưa? Có vẻ như người tiền nhiệm của căn phòng này đã rời khỏi thế giới này trong tình trạng cực kỳ đau đớn. Trước khi tim ngừng đập, đứa trẻ đó luôn nghĩ về mẹ mình đã trở lại đón mình về nhà. Thiên mệnh đến tột cùng là tổ chức như thế nào mấy người ta gặp đầu tiên không thể nghi ngờ là người tốt nhưng ở chỗ này ta cảm giác được ác ý cực lớn cùng thống khổ của vô số người lôi nạp đức nói đau quá à từ phòng bên cạnh truyền đến một giọng nữ xem ra hiệu quả cách âm của phòng cũng không tốt lắm anh hàng xóm anh ổn chứ Renat hỏi anh anh là người mới à cô gái hỏi Ừ, lôi nạp đức nói. Xin lỗi. Hiện tại em không có cách nào cùng anh. Ô, cô gái giống như đang chịu đựng thống khổ lớn lao. Họ đã làm gì anh? Renat hỏi. Tôi không biết. Họ đang cầm những dụng cụ kỳ lạ. Đau quá. Giọng cô gái nhỏ dần. Tôi có thể giúp gì không? Renat hỏi. Vô dụng. Chúng ta đều sẽ chết. Đã có rất nhiều người chết anh không muốn chết, phải không? Renat hỏi. Ừm. Em không muốn chết. Nhưng. Đã không còn cách nào khác. Cô gái dường như bật khóc. Bên phía tôi là một bức tường, không có cách nào để cung cấp hỗ trợ vật lý. Mặc dù tôi chỉ mới đến đây một thời gian ngắn và những người đó đã không làm gì tôi, hãy lắng nghe như những từ tốt đẹp. Có lẽ từ bỏ, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng điều đó cũng có nghĩa là mọi thứ sẽ kết thúc ở đây. Bạn còn điều gì muốn làm không? Bạn có ai muốn gặp không? Hãy suy nghĩ kỹ, bạn có thực sự muốn từ bỏ không? Renat hỏi ta. Ta muốn. Sống sót. Cùng mọi người. Thiếu nữ nói. Vậy thì đừng từ bỏ, hãy giữ ý chí của mình tỉnh táo. Mặc dù tôi không biết những người đó đã làm gì với cơ thể của bạn, nhưng nếu bạn mất ý thức và từ bỏ sự kháng cự vào thời điểm này, bạn sẽ không bao giờ gặp lại bạn bè của mình nữa, Renat nói. Em sẽ cố gắng. Cô gái nói. Đúng rồi, ta hát cho ngươi nghe, tiếng hát có lẽ có thể giảm bớt một chút thống khổ của ngươi. Lôi nạp đức nói. Anh có biết hát không, cô gái hỏi. Mặc dù tôi không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra trước đây, nhưng tôi cảm thấy như mình đã hát cho rất nhiều người tôi nghĩ rằng ô hát. Ngủ đi ngủ đi em yêu của tôi, Renat bắt đầu hát ru chờ một chút, không phải anh bảo em giữ tỉnh táo sao? Sao đột nhiên lại hát ru? À, cái này hình như không thích hợp. Lôi nạp đức nói. Đổi bài khác đi. Cô gái nói. Vâng. Sau đó. Joandi Wivibenati Istilot Joandi Westilon Cernauhita Sumetimli Theulitan Thi Sao Thác Soa Thết Wenestin Kausetisan Instetern Joandemin Renak Hát Bài Hát Usagensen Anh không nghĩ rằng thật kỳ lạ khi hát một bài hát như thế này cho một cô gái vừa mới gặp sao. Thanh âm của người nghe có vẻ tinh thần hơn nhiều. Lôi nạp đức nói. Ai? Hình như em. Đã vượt qua được. Cô gái nói. Như vậy, hàng huyên lâu như vậy ta còn không biết tên của ngươi đâu, ta là Ren Nát, bọn họ cho ta tên là vật thí nghiệm Z1698. Ngươi thì sao? Tên tôi là Selin. Cô gái nói. Selin à, đó là một cái tên rất hay. Lôi nạp đức nói. Anh vào đây bằng cách nào? Selin hỏi. Ta được nữ vũ thần đưa vào. Lôi nạp đức nói. Vaki, tên là Celine thiếu nữ bởi vì ba chữ này giống như kích phát cái gì phản ứng thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 06. Hôn cai energy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Người nghe có vẻ rất tức giận đấy. Lôi nạp đức nói. Nếu như không phải những nữ vũ thần kia chúng ta căn bản không có khả năng sẽ ở loại địa ngục này. Mọi người cũng sẽ không chết. celine nói. Renat nhíu mày, căn cứ vào các loại thông tin về những nền văn minh mà anh ta thừa hưởng, và kỳ về cơ bản là lực lượng trung kiên của kỷ nguyên này chống lại sự sụp đổ, và thiên mệnh là tổ chức của Vaki thống trị, mặc dù số lượng Vaki anh ta biết hiện tại không nhiều và không có bất kỳ hiểu biết sâu sắc nào về những người anh ta biết, nhưng theo những thông tin đó và trực giác của chính anh ta, những Vaki đó chỉ sợ không biết tất cả những gì đã xảy ra ở đây. Những nghiên cứu viên kia nói, thí nghiệm trên người chúng ta đều là vì chế tạo ra nhân tạo thánh ngân có thể cung cấp cho Vaki sử dụng, chúng ta những hài tử này hẳn là vì thiên mệnh cùng Vaki hy sinh cảm thấy vinh quang. Hiện tại, ta rốt cục hiểu được, cái gọi là Vaki cũng không phải thứ tốt lành gì. Nếu như không phải là các nàng mà nói, chúng ta căn bản không có khả năng sẽ thống khổ như vậy. Không Selin, thực ra, chính các Vaki đã cứu tôi trước khi tôi có thể ngồi trên giường và nói chuyện với cô, Renat nói. Có ý gì? Selin hỏi. Tôi đã bị thương rất nặng trước đó, hãy tưởng tượng bạn có thể sống bao lâu khi bị bỏ lại trên cánh đồng tuyết mênh mông, mặc quần áo mỏng manh và chảy máu nhiều ở đâu. Cái này. Sống không nổi chứ. Selin nói. Đúng vậy, người bình thường không thể sống sót nhưng khi ý thức của tôi sắp đi xa có một nhóm vaki đã cứu tôi họ đã sử dụng tài nguyên y học quan trọng mà họ mang theo để treo cổ tôi sau đó tạm thời từ bỏ nhiệm vụ của mình và nhanh chóng chạy đến phòng thí nghiệm babylon này để tôi có thể sống sót selim tôi có thể cảm nhận được rằng bạn ghét những nhà nghiên cứu đã tiến hành thí nghiệm trên người bạn và những đứa trẻ khác tôi cũng không biết liệu vaki có phải là tất cả những người tốt hay không nhưng những vaki đã cứu tôi những biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt của họ là tuyệt đối không thể giả mạo được. Renat nói Celine im lặng, không giống như những gì cô tưởng tượng, và những Vaki mà Renat gặp không phải là những kẻ xấu xa như cô tưởng tượng. Vật thí nghiệm Z1698, chúc mừng ngươi, ngươi được tuyển vì lần này thí nghiệm người tham gia, Salim Đại Môn mở ra, là thủ vệ A cùng thủ vệ B nhanh vậy sao? Hình như thời gian ta tới đây còn chưa qua một ngày lôi nạp đức nói. Tiểu quỷ, kế tiếp ngươi phải đối mặt chính là địa ngục đó. Chết bất đắc dĩ trên bàn mổ của đại nhân vật đối với ngươi mà nói chỉ sợ là kết quả tốt nhất. Thủ vệ B nói. Địa ngục. Những thứ đó tôi đã tận mắt chứng kiến. Renat nhớ lại những hình ảnh về nền văn minh bị hủy diệt, cuộc sống bị chà đạp và mọi thứ trở nên im lặng. Hy vọng sau khi anh lên bàn mổ còn có thể dùng giọng điệu như vậy nói chuyện bây giờ, đi ra với chúng tôi. Đừng nghĩ ra chiêu nhỏ gì nha. Thủ vệ A dùng súng nói với lôi nạp đức ta biết rồi. Lôi nạp đức theo đám thủ vệ đi ra ngoài. Chờ đã. Lôi nạp đức. Selim kêu lên. Ồ, xem ra ngươi ở chỗ này kết giao bằng hữu rồi. Thủ vệ B nói. Thế à? Renat hỏi. Tình bạn là thứ không đáng giá nhất trong phòng thí nghiệm này. Lần trước tôi đã tận mắt nhìn thấy hai đứa trẻ vốn rất tốt vì một phần thức ăn mà đánh nhau. Đó là thú vui của những nhà nghiên cứu, tôi nghĩ vậy, Renat nói. Đúng vậy, ném hai vật thí nghiệm vào phòng không có gì cả, khi bọn họ sắp đến cực hạn thì đầu nhập một phần thức ăn. Sau đó ngươi đoán xem. Hai đứa nhỏ kia chém giết lẫn nhau, cảnh tượng kia thật làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào đứa nhỏ cuối cùng sống sót giống như bởi vì thương thế quá nặng mà trực tiếp chết đi. Thủ vệ A nói. Các ngươi thật là ghê tởm. Lôi nạp đức rất xác định, câu nói bảo vệ tốt đẹp trong đầu tuyệt đối không bao gồm đám cặn bã này. Loại chuyện này nói không chừng rất nhanh sẽ đến phiên ngươi. Thủ vệ A nói. Được rồi, không cần tiếp tục nói nhảm, nếu như chúng ta không nhanh lên một chút, những đại nhân vật kia lại muốn của trách chúng ta rồi, thủ vệ B nói nói cũng phải, tiểu tử, hảo hảo đi theo chúng ta. Nếu ngươi có hành động muốn chạy trốn, đồ chơi trong tay ta sẽ trực tiếp đánh nát đầu gối của ngươi. Thủ vệ A nói, ta sẽ không trốn. Lôi nạp đức đi theo thủ vệ ra khỏi ngục giam. Renat, khi Renat bước ra, hắn quay đầu nhìn về phía nhà giam bên cạnh, trong đó có một cô gái tóc tím mắt vàng. Thì ra là thế, cô gái bằng tuổi tôi sao? Selim không nghĩ tới cô còn rất đáng yêu nha lôi nạp đức nói lôi nạp đức sống sót tây lâm nói ta sẽ sống sót lôi nạp đức gật đầu được rồi tạm biệt cũng đã làm rồi nên lên đường thôi thủ vệ b nói và rồi các bạn các bạn nên cảm thấy vinh dự cho chính mình các bạn có vinh dự được tham gia vào thí nghiệm vĩ đại này và sự hy sinh của các bạn sẽ được ghi vào lịch sử Renat và một vài đứa trẻ khác gần như không nhiều tuổi được đưa đến một nhóm các nhà nghiên cứu mặc áo lưu trắng. Ân. Ừ. Chung quanh có thủ vệ còn có tay súng bắn tỉa. Xem ra lấy một nghiên cứu viên làm uy hiếp ý nghĩ không làm được đâu. Tuy rằng trong đầu ta có rất nhiều tài nghệ, nhưng trước mắt vẫn là nhẫn nại một chút đi. Lôi Nạp Đức, vậy thì thí nghiệm sẽ được thực hiện lần này là tim năng lượng vỡ. Nhà nghiên cứu A nói mấy đứa nhỏ các ngươi có lẽ không thể hiểu được sụp đổ có thể là cái gì như vậy để ta cẩn thận giới thiệu cho các ngươi một chút đi nghiên cứu viên b nói năng lượng sụp đổ là một loại năng lượng rất kỳ diệu nó có thể vận dụng trên rất nhiều phương diện vũ khí năng lượng y học hầu như có thể vận dụng trên tất cả các lĩnh vực mà chủ đề lần này của chúng ta là thử nghiệm năng lượng sụp đổ trên cơ thể vật lý nhà nghiên cứu b nói nhưng người căn bản không nói sụp đổ năng lượng mặc dù có thể vận dụng ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng nó đối với cơ thể con người sói mòn phi thường đáng sợ. Người không có kháng tính bị tiêm vào sụp đổ năng lượng kết quả, hoặc là chết ngay tại chỗ, hoặc là biến thành tử sĩ hoặc là sụp đổ thú. Hoặc là Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 7 tóc đỏ tóc vàng tóc xanh bạn đang nghe tại truyện chấm audio vậy thì giải thích dừng ở đây đi tiếp theo sẽ bắt đầu thí nghiệm nghiên cứu viên a nói ô những đứa trẻ kia bắt đầu run rẩy bọn chúng biết trong mình nhất định có người sẽ chết trên bàn mổ hôm nay phải làm gì bây giờ agatha nếu cứ tiếp tục như vậy bình tĩnh không thể nói không đến lượt chúng ta khi nào những ngày lo lắng như vậy sẽ kết thúc. Renat phát hiện ra ba đứa trẻ đang tụ tập và thì thầm ồ, thế mà vào lúc này còn có tâm tình nói chuyện phím sao. Thật là thú vị. Nghiên cứu viên C nói. Agatha. Anh ta và họ nhìn qua, cô gái tóc vàng trông khá yếu ớt trong ba đứa trẻ, cơ thể của cô đang không ngừng run rẩy. Đáng chết. Xem ra hôm nay là trốn không thoát rồi. Cô gái tóc đỏ thoạt nhìn hoạt bát trong ba người khẽ cắn răng, có vẻ như hôm nay chúng ta phải nói lời tạm biệt với thế giới. "Xin lỗi nhé, Celine, hình như chúng ta không thể quay lại." Cô gái tóc xanh, trông khá bình tĩnh trong số ba đứa trẻ, thở dài, nhưng từ bàn tay run rẩy của cô ấy có thể thấy rằng bên trong cô ấy không bình tĩnh như vẻ ngoài của cô ấy như vậy, "Thí nghiệm lần này chọn ba người các ngươi đi." Nghiên cứu viên dê nói. Kháo, chúng ta chết chắc rồi." Cô gái tóc đỏ nói. Cái đó, nếu có thể, tôi có thể thay thế ba người này không? Renat nói, hắn biết rõ, ba đứa trẻ kia căn bản không thể chịu đựng được việc tiêm thuốc nổ. Ồ, không ngờ lại có người muốn nổi tiếng. Thật hiếm thấy. Nghiên cứu viên A nói. Mấy vật thí nghiệm kia hình dáng cũng rất đẹp. Đoán chừng là muốn bày ra trước mặt người khác phái một chút. Bất quá, anh hùng cũng không phải dễ làm như vậy, hắn phỏng chừng còn không biết tiêm vào sụp đổ có thể có kết cục gì đâu anh nghiêm túc sao nếu là như vậy anh cần phải tiếp nhận lượng thuốc nổ có thể tiêm vào ba người kia nghiên cứu viên e nói à ta đã suy nghĩ rất rõ ràng ta thay ba vị này tiếp nhận thí nghiệm lần này đi lôi nạp đức gật đầu này người cái tên này định tìm chết sao tóc đỏ kinh hô có chết hay không còn chưa chắc đâu. Lôi nạp đức nói. Ha ha ha. Đã lâu không gặp phải chuyện thú vị như vậy. Được rồi. Thí nghiệm lần này đổi thành kiểm tra thân thể có thể tiêm vào bao nhiêu năng lượng tan rã đi. Vật thí nghiệm khác có thể trở về, đúng rồi, ba người kia phải ở lại. Các ngươi phải hảo hảo quan sát quá trình vị tiểu soái ca này thay thế các ngươi tiếp nhận thí nghiệm. Nghiên cứu viên A nói. Đám cặn bã này lục mau nhỏ giọng nói người kia nhất định sẽ chết làm sao bây giờ a à a à gia tháp kim mau hỏi đáng chết ta cũng không phải là loại người có thể chấp nhận để cho người khác đi tìm chết thay ta đâu dứt khoát không nên xúc động nếu không tất cả chúng ta đều sẽ chết ngươi hẳn là rất rõ ràng cho dù ngươi hiện tại tiến về phía đám người kia cũng chỉ bị đạn súng máy quét thành cặn bã mà thôi Ngươi gia hỏa này muốn thay chúng ta hy sinh sao? Tóc đỏ hỏi. Các ngươi không thể thừa nhận loại thí nghiệm cấp bậc đó. Lôi nạp đức lắc đầu. Như vậy ngươi. Mặc dù không biết tại sao, ta cảm giác chính mình hình như không phải đặc biệt sợ hãi đâu. Trực giác trên nát nói cho hắn biết ba người tan vỡ có thể tiêm vào sẽ không lấy mạng của hắn, mặc dù hắn không biết loại trực giác này là từ đâu tới nhưng hắn cũng không thể để cho mấy hài tử này đi tiếp nhận mấy tên cặn bã kia thí nghiệm đâu. Tại sao tôi cảm thấy như mình đã chăm sóc rất nhiều trẻ em trước đây? Như vậy, vật thí nghiệm Z1698, mời nằm ở trên bàn mổ đi, nhân viên nghiên cứu A nói. Renat bước lên bàn mổ và các nhà nghiên cứu đã gắn tất cả các loại dụng cụ lên cơ thể Renat. Tiếp theo phải tiêm dung dịch năng lượng tan rã cao gấp 3 lần so với lượng thông thường vào cơ thể của bạn, còn điều gì muốn nói không? Ta muốn nói đại khái chỉ có một, đám người các ngươi, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ chết vì sự ngạo mạn của mình. Lôi nạp đức nói. Như vậy sao? Vì vậy, thí nghiệm bắt đầu. Nhà nghiên cứu ai nhấn công tắc và dung dịch năng lượng sụp đổ được tiêm vào cơ thể ren nát. Thật không thể tưởng tượng nổi, vật thí nghiệm này lại không chết trong nháy mắt tiêm dung dịch năng lượng tan vỡ. Thật thú vị, đem hắn giải đi ngu ngốc như vậy thú vị án lệ đương nhiên là hảo hảo nghiên cứu một chút a 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 lôi nạp đức phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế xem ra bị cưỡng ép tim ba lần dung dịch năng lượng tan rã đối với cơ thể con người mà nói là một chuyện tương đối đau đớn cái này có lẽ có thể dùng đến phương pháp thẩm vấn A 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 tiếng kêu thảm thiết của lôi nạp đức càng lúc càng lớn. Đáng chết. Tóc đỏ nắm chặt hai tay. Thật quá đáng. Kim Mao nhắm mắt lại không muốn tiếp tục nhìn hình ảnh như vậy. Tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ngàn vạn lần không muốn chết. A, Lục Mao nói. A a a a thanh âm của lôi nạp đức dần dần suy yếu. Chết. Không, nhịp tim vẫn còn đó thật là một người may mắn. nhưng đó có thực sự là may mắn không? các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng Reynard đã không chết sau khi tiêm toàn bộ dung dịch năng lượng sụp đổ ư ừ, sống sót thì sao? nhưng xem ra thân thể của vật thí nghiệm không thể chống đỡ được nhiều thí nghiệm hơn. vật thí nghiệm thú vị như vậy cứ như vậy bị tiêu hao hết, không khỏi cũng quá đáng tiếc. như vậy thí nghiệm lần này dừng ở đây đi. nghiên cứu viên A nói tiếp theo sẽ tiến hành thí nghiệm gì với vật thí nghiệm này? Nghĩ đến đây tôi rất mong chờ. Nghiên cứu viên B nói. Này, ba vật thí nghiệm bên kia, mang cá thể đặc thù này về phòng hắn. Nghiên cứu viên C nói. Các ngươi. Tuyệt đối không được chết tử tế. Tóc đỏ kêu lên. Ha ha, thật sự là thú vị chê cười đâu, ngươi cảm thấy người sẽ để ý con kiến hôi uy hiếp sao? Đúng rồi, Nhớ kỹ không nên làm bị thương dụng cụ nha, nếu không sẽ có kết cục gì các ngươi cũng hiểu đi. A gia tháp, hiện tại tạm thời nghe bọn họ đi." Kim Mao nói. "Hiện tại người kia mới là trọng yếu nhất." Lục Mao nói. "Có vẻ như bạn bè của anh đều rất hiểu biết. Vậy còn anh?" Nghiên cứu viên A hỏi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 08 Bằng hữu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio A à, A à, lôi nạp đức ở trên bàn mổ hai mắt vô thần nhìn chầm chầm trần nhà Này, ngươi không sao chứ? Phải chống đỡ A, à, tóc đỏ cẩn thận gỡ dụng cụ trên người lôi nạp đức xuống Hai người các ngươi lại đây giúp ta một tay Tóc đỏ hướng về phía kim mau cùng lục mau nói Chậm một chút nếu di chuyển quá nhanh, chắc chắn sẽ làm hắn bị thương. Lục Mao nói. Không. Không thành vấn đề sao? Ngươi không sao chứ? Kim Mao hỏi. Được rồi, đi nhanh lên, tiếp theo chúng ta còn có chuyện khác phải làm. Nghiên cứu viên A nói. Các ngươi. Hừ. Afrola, Garena, chúng ta đi. Tóc đỏ kêu lên. Và rồi. Này, Nghe được lời ta nói không? Ngươi cần phải chống đỡ cho ta a, à, ngươi giúp chúng ta ba người ân tình, ta còn không có hoàn lại đâu. Trên thực tế ta không yếu đuối như ngươi nghĩ." Lôi Nạp Đức cười nói. Tóc đỏ kinh hô vừa rồi ren nát còn một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, hiện tại hắn giống như hoàn toàn trở nên sinh long hoạt hổ đứng lên. "Ngươi? Ngươi không sao chứ?" Kim Mao hỏi. "Không thể nói là hoàn toàn không sao." bị tiêm dung dịch năng lượng tan rã gấp ba lần, thân thể thật sự rất đau. Lôi Nạp Đức nói, xem ra trực giác của hắn không lừa gạt hắn, lượng tan rã gấp ba lần có thể tiêm, ngoài trừ đau đớn kịch liệt, đối với thân thể hắn căn bản không tạo thành ảnh hưởng gì nhiều. ở Lôi Nạp Đức ngược lại cảm thấy mình tinh thần hơn trước nhiều. lúc trước kêu thảm thiết chẳng lẽ cũng là? Lục Mau hỏi, ân, ừ, là diễn xuất nha. loại đau đớn cấp bậc này còn không đến mức để ta kêu lên, chẳng qua là vì thỏa mãn dục vọng ngược đãi của đám cặn bã kia mà thôi. Nếu không, cũng không có biện pháp đơn giản liền thoát thân đâu. Lôi nạp đức nói. Ngươi cái tên này. Còn rất thô bạo nha. Tóc đỏ hung hăng vỗ vào lưng lôi nạp đức đau quá. Lôi nạp đức dưới chân lão đảo té ngã. Không phải ngươi nói mình không sao sao. Tóc đỏ kêu lên tuy rằng không có việc gì thì không có việc gì nhưng đau thật sự là đau à lôi nạp đức nói cái kia chúng ta ở chỗ này nói chuyện thật sự không thành vấn đề sao kim mau hỏi an tâm đi nơi này là góc chết của camera bọn họ không nhìn thấy đâu lôi nạp đức nói ngay cả loại chuyện này cũng dự liệu được lục mau nói phải nói thế nào đây ta có một đống kiến thức không thuộc về giai đoạn tuổi tác của ta đây lôi nạp đức nói so với cái này kế tiếp nên làm cái gì bây giờ ngươi nhất định bị đám hỗn đảng kia theo dõi tóc đỏ nói ừ xem ra những ngày kế tiếp của ta sẽ trở nên tương đối khổ sở đây lôi nạp đức nói có cái gì ta có thể giúp tùy tiện mở miệng đi tóc đỏ nói ta cũng không có ý định hiệp ân báo đáp đâu lôi nạp đức nói nhưng từ góc độ thực tế mà nói ngươi đã cứu tính mạng ba người chúng ta. Mặc dù không rõ lắm, cái gọi là dung dịch năng lượng tan rã kia có tác dụng phụ gì, nhưng nhất định phi thường đáng sợ. Thực sự, cảm ơn bạn rất nhiều. đần He nói. Ba người các ngươi, tên là gì? Renat hỏi. Tôi là Agatha, tóc đỏ nói ta tên là Afulala. -la. Lục Mau nói. Tên ta là Gia Lị Na. Kim Mau nói. Agatha, Afrola, Garena. Ta nhớ kỹ. Như vậy, hiện tại đưa ta trở về ngục giam đi, hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện phím. Nếu như chúng ta lưu lại nơi này quá lâu, những bảo vệ kia sẽ tới tìm chúng ta. Lôi nạp đức nói. Ta biết rồi. A Gia Tháp nói. Vậy thì, làm phiền mọi người. Renat tiếp tục giả vờ kiệt sức. Và rồi. Agatha, Averola, Garena. Còn có Lôi Nạp Đức. Celine nhìn thấy bốn người trong nhà giam. Hóa ra ngươi biết Celine sao? A à, Gia Tháp đỡ Lôi Nạp Đức nói. À, hôm nay vừa mới quen. Lôi Nạp Đức nói. Lôi Nạp Đức. Ngươi. Ngươi không sao chứ? Celine nhìn Lôi Nạp Đức giả dạng có chút lo lắng coi như tốt, ta tuân thủ ước định nha. Lôi Nạp Đức nói nếu ngươi là bằng hữu của Selim như vậy chúng ta tự nhiên cũng là bằng hữu bằng hữu ta và tây lâm hôm nay mới quen biết lôi nạp đức nói không cần để ý loại chuyện nhỏ này a gia tháp nói mặc dù bình thường tôi không đồng ý với agatha nhưng lần này tôi nghĩ cô ấy nói đúng hy vọng cậu có thể là bạn của chúng tôi so với cái này ta càng muốn hỏi một chút ta nên làm sao phòng mình a à, đám người kia hình như không cho chúng ta chìa khóa đâu lôi nạp đức nói a à, thật sự a à, gia lị na nói bọn chúng đang chơi chúng ta à agatha nói không tôi thấy hình như không phải lôi nạp đức nhìn về phía camera bên cạnh tích một tiếng vang nhỏ cửa nhà giam mở ra vậy thì tôi sẽ nghỉ ngơi một chút renard bước vào nhà giam giả vờ khó khăn này này có cần phải như vậy không a à, gia tháp nói nếu như không diễn thì vấn đề sẽ rất lớn các ngươi cũng mau trở về nhà giam của mình đi lôi nạp đức nói thật trùng hợp nhà giam của chúng ta ở ngay sát vách a à, gia tháp nói hàng xóm vậy không phải là nói sao lôi nạp đức nói đúng vậy chúng ta ở cùng một chỗ với selin A à, Gia Tháp ứng ngực. Có nhiều người ở chung một phòng không? Renat nói. Ngươi còn vừa tới nơi này, rất nhiều chuyện cũng không hiểu lắm. Bất quá không cần lo lắng, có vấn đề gì, chỉ cần là chúng ta biết, đều sẽ tận lực trả lời ngươi. Cái kia, chúng ta xem như bạn bè sao? Garena hỏi. Bằng hữu nha. Nếu các ngươi không ngại, ta cũng không sao cả. Lôi nạp đức nói. Như vậy từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta cùng Selin bằng hữu. Selin ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy. Hình như không tệ. Lôi nạp đức. Cảm giác là một người tốt. Selin nói. Đây xem như là bị phát thể người tốt sao? Lôi nạp đức nhỏ giọng nói. Nói đi cũng phải nói lại, Selin, thân thể của cô tốt hơn nhiều rồi chứ? Afrola hỏi nhờ nát hát cho tôi nghe, tôi đã vượt qua được, Celine nói. Ca hát, gia lị Na nói. A à hống, xem ra lúc chúng ta không ở nhà, lôi nạp Đức và Tây Lâm có chút mờ ám. A à gia Tháp nói. Miêu nị gì gì đó, hoàn toàn không có. Celine có chút đỏ mặt. Đỏ mặt, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A à gia Tháp nói. Ta cũng rất tò mò. Averola nói. Đừng làm cho Tây Lâm khó xử. Gia Lị Na nói. Ừm, đây mới là thứ mà bọn họ muốn tôi bảo vệ. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 09. Nhân công thánh ngân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mấy người các ngươi, ăn cơm một đám người đang phân phát thức ăn cho đám người lôi nạp đức lại là bánh mì đen và cháo sao không có một chút thịt đâu lôi nạp đức nói thịt đồ chơi kia kém không nhiều lắm là hai ba tháng ăn một lần đi bình thường chúng ta đều là ăn những đồ chơi rách nát này a gia tháp nói thảm như vậy sao lôi nạp đức chăm chọc đồ tốt đều là những nghiên cứu viên và thủ vệ kia hưởng thụ Afrola nói. Nếu muốn làm thí nghiệm, chuột bạch phải khỏe mạnh chứ, Renat nói. Không cần phải lo lắng về những điều như vậy nếu số lượng chuột bạch không ngừng. Mỗi tháng sẽ có những đứa trẻ mới được đưa đến đây, Selin nói. Quả nhiên có đủ cặn bã. Lôi nạp đức nói. Các ngươi đang liếu ríu nói cái gì vậy? Còn không mau ăn xong đi làm việc. Thủ vệ A kêu lên khoảng cách Renat đi tới Babylon phòng thí nghiệm, đã trải qua một tuần thời gian, tại một tuần thời gian bên trong, Renat biết được rất nhiều chuyện, thân là vật thí nghiệm bọn nhỏ, không chỉ bị coi là vật thí nghiệm đến đối đãi, còn bị coi là giá rẻ sức lao động đến sử dụng, quần áo giặt sạch, phế vật xử lý, phòng thí nghiệm quét dọn các loại công tác trên cơ bản đều là do bọn nhỏ phụ trách, mau ăn cơm xong đi xúc tuyết cho ta, cửa lớn đều sắp bị phong kín rồi. Si, một ngày nào đó ta muốn đem nắm đấm oán ở trên mặt bọn họ. A Gia Tháp nói. Đừng nói nữa Agatha. Nếu bị phát hiện. Garena thì thầm. Điểm ấy ta đồng ý với Garena, trước khi không nắm chắc tuyệt đối, tốt nhất không nên lộ ra răng nanh của mình. Lôi nạp đức nói. Ngươi nói có chút đạo lý. A Gia Tháp nói. Được rồi, cơm ăn không còn nhiều lắm, nên đi làm việc thôi. Lôi nạp đức nói. Cương nhiên để cho tiểu hài tử làm loại việc nặng này thật sự là người lớn vô dụng afrola nói và rồi hà hôm nay tuyết thật dậy à lôi nạp đức nói đoán chừng là bởi vì đêm qua có bão tuyết đi gia lị na nói không phải chúng ta đang ở bên ngoài phòng thí nghiệm babylon sao agatha nói đừng nghĩ nữa không có khả năng chúng ta cái gì cũng không mang theo cứ như vậy chạy ra ngoài không phải chết cống chết đói trên cánh đồng tuyết chính là bị thủ vệ phụ trách tuần tra cùng chó săn chung quanh phòng thí nghiệm truy kích mặt khác dụng cụ mang theo trong phòng thí nghiệm cũng không phải vật trang trí cho dù chúng ta thật may mắn tránh được hết thảy truy kích như vậy những người khác làm sao bây giờ muốn vứt bỏ bọn họ sao lôi nạp đức quả nhiên là một người ôn nhu selin nói ôn nhu tình huống hiện tại ôn nhu thế nhưng một xu cũng không đáng đâu lôi nạp đức nói nhưng mà chúng ta đều biết lôi nạp đức dùng chính mình đổi lấy an toàn cho mọi người garena nói loại vật thí nghiệm chất lượng cao hiếm thấy như tôi nếu kiên quyết không phối hợp thí nghiệm những nhà nghiên cứu đó cũng sẽ rất đau đầu dùng tính mạng của mình đe dọa bọn họ bao nhiêu đổi lại cho những đứa trẻ khác một chút cơ hội thở dốc đây khuyết điểm duy nhất chính là bọn họ sẽ thường xuyên dày vào tôi Reynard nói, cho nên đại ngộ của mọi người mới có thể từ cướp chó không bằng biến thành cướp chó, mặc dù vẫn rất tệ. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn còn một số trẻ em bị mất mạng trong các thí nghiệm, Reynard nói. Đó không phải lỗi của lôi nạp đức. Selin nói. Có lẽ ta cố gắng thêm một chút, có lẽ bọn họ có thể sống sót. Ý nghĩ tự trách như vậy ta sẽ không có. Hiện tại, ta đã cố gắng hết sức. Chỉ có thể nói thật đáng tiếc nhưng món nợ này ta sẽ không quên sớm muộn gì cũng phải tính tổng nợ với những tên kia lôi nạp đức nói vậy cậu có kế hoạch gì không agatha hỏi cái này tạm thời giữ bí mật đi lỗ hổng hơi nhiều lôi nạp đức cười nói nguyên lai ngươi thật sự có kế hoạch sao afrola nói cũng không biết có thể chống đỡ được đến ngày thực hiện kế hoạch hay không lôi nạp đức nói nếu tôi có thể giúp được gì, Garena nói. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng sẽ có thời điểm kiên cường như vậy. Đối với ngươi nhìn Gia Lị Na với cặp mắt khác xưa. A Gia Tháp nói. Nếu kế hoạch của ta bắt đầu, có thể cho ta mượn sức mạnh của các ngươi không? Renat hỏi. Đem lực lượng cho lôi nạp đức mượn, ta không có dị nghị đâu. Afrola nói. Tây Lâm đang ngẩn người. Có chuyện gì vậy Selin, Sao đột nhiên lại ngẩn người vậy? Lôi nạp đức hỏi. À, xin lỗi, tôi chẳng qua là nhớ tới Bella. Celine nói. Bella. Renat hỏi. Là bằng hữu quan trọng nhất của ta, đương nhiên, mọi người cũng là bằng hữu quan trọng nhất của ta. Bella à, lại nói tiếp, đã một tháng trôi qua kể từ khi Bella rời khỏi chúng ta. A-Gia Tháp nói. Nếu có Renat ở đó vào lúc đó. Không, xin lỗi vì đã nói những điều ngu ngốc đột ngột, Celine lắc đầu. Không có việc gì, người kia đối với ngươi mà nói, nhất định là vô cùng tốt bằng hữu đi. Ừ, Celine gật gật đầu. Vậy thì, cầu nguyện một chút đi. Hướng vị bằng hữu chưa bao giờ gặp mặt kia, Lôi Nạp Đức nói. Không làm việc có được không? Garena nói. Ngu ngốc, rốt cuộc là chuyện của đám gia hỏa kia quan trọng hay Bella quan trọng? là Bella. Gia Lị Na nói. Vậy không phải là được rồi sao? A à Gia Tháp nói. Vậy thì hãy cầu nguyện cho Bella, Renat nói. Bella. Mọi người ôm hai tay lại với nhau, truyền đạt suy nghĩ của mình đối với đứa bé tên Bella kia. Thần A, xin người phù hộ chúng ta đi. Celine nói. Vật thí nghiệm Z1698, chủ quản cho ngươi qua tiến hành thí nghiệm những người còn lại tiếp tục trừ tuyết thủ vệ a lên sân khấu ta biết rồi lôi nạp đức gật đầu Renat selin nhỏ giọng nói selin ta sẽ trở về lôi nạp đức cười nói ân uhm, cùng bình thường giống nhau ước định tốt selin nói ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tây lâm để ý một nam hài tử như vậy a gia tháp nói đoán chừng là từ trên người hắn thấy được bóng dáng Bella, cùng một chút hy vọng đi. Đang di chuyển. Đối tượng thí nghiệm Z1698, anh đến muộn 3 phút. Nghiên cứu viên A nói. Ngươi để cho ta lập tức từ cửa lớn bên kia chạy đến đây, là chuyện rất không thực tế. Lôi nạp đức nói. Nói cũng đúng, như vậy, Z1698, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu hôm nay thí nghiệm đi. Vậy, thí nghiệm hôm nay là gì? Có thể tiêm lại không? Renat nói. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10. Nhân công thánh ngân 1. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không không không, thông qua một tuần thí nghiệm, chúng ta đã đầy đủ hiểu rõ Z1698 thân thể của ngươi có được tan rã có thể thích ứng cao như vậy thân thể, chỉ lấy đến tiến hành tan rã có thể tiêm thí nghiệm thật sự là quá phung phí của trời rồi. Nghiên cứu viên A nói. Z1698, người biết thánh ngân sao, nghiên cứu viên B nói. Trên thực tế đối với thánh ngân, Renat thông qua trong đầu tin tức, nhưng là tương đối hiểu rõ đây, cái gọi là thánh ngân, là một kỷ nguyên văn trước đối kháng tổ chức sụp đổ trục hỏa chi mốt nhà khoa học tiến sĩ mây kiệt tác cao nhất, cũng là hiện văn minh có thể đối kháng sụp đổ tư bản trọng yếu. Tiến sĩ May thông qua thao túng nhân tố di truyền, đem tên là thánh ngân lực lượng ghi vào nhân loại ẩn tính gian bên trong, khi mọi người thức tỉnh thánh ngân lực lượng, sẽ có được các loại lực. Lượng không thể tưởng tượng nổi, phàm nhân có thể thông qua thánh ngân lực lượng cùng sụp đổ tiến hành đấu tranh, những này trên nát đều biết, nhưng hắn phải biểu hiện ra cái gì cũng không hiểu bộ dáng nghiêm túc mà nói, diễn xuất thực sự rất mệt mỏi. Renat xem ra chúng ta Z1698 cũng không rõ ràng lắm đâu. Thánh ngân là tiền văn minh ban cho chúng ta di sản, thông qua thánh ngân lực lượng các nữ vũ thần mới có thể cùng sụp đổ chống lại. Đáng tiếc, có thể tự nhiên thức tỉnh thánh ngân số lượng người quá ít quá ít, có thể hoàn toàn phát huy ra thánh ngân lực lượng người cũng quá ít. Cũng không phải tất cả mọi người có thể thức tỉnh thánh ngân, thánh ngân thức tỉnh điều kiện, di truyền đều tràn ngập bí ẩn. Hơn nữa nguyên nhân nào đó, một bộ thánh ngân lực lượng còn xuất hiện thiếu hụt, thậm chí thánh ngân hoàn toàn biến mất tình huống. Chỉ dựa vào tự nhiên thánh ngân lực lượng, chúng ta cùng sụp đổ chiến đấu sẽ càng ngày càng gian nan. A à, Nghiên cứu viên nói cho nên, các ngươi định tự mình tạo ra thánh tích sao? Lôi Nạp Đức rất nhanh đã hiểu đám người này muốn làm gì. Không sai, Z1698, đầu của ngươi xoay rất nhanh, không sai, chúng ta muốn chế tạo thánh ngân. Mặc dù lấy khoa học kỹ thuật hiện tại không cách nào sáng tạo ra so sánh với thiên nhiên thánh ngân lực lượng thánh ngân, nhưng là mục tiêu của chúng ta cho tới bây giờ cũng không biết chế tạo ra hoàng mỹ thánh ngân đâu. Thì ra là thế, dựa vào số lượng mà thắng sao. Lôi Nạp Đức nói: "Ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi Z1698 không sai, chế tạo thiên nhiên thánh ngân loại này cấp bậc thánh ngân bất kể là tinh lực hay là tài nguyên tiêu hao đều quá mức khổng lồ, coi như chế tạo ra có người có thể nắm giữ cũng là một vấn đề. Chúng ta trước mắt cần là có thể sản xuất lượng lớn, đủ để cho mỗi cái nữ vũ thần đều có thể sử dụng nhân tạo thánh ngân. Cho nên, các ngươi định để cho ta làm cái gì? Lôi nạp đức nói. Cũng đúng, đã đến lúc tiến vào vấn đề chính rồi. Nghiên cứu viên B nói. Z1698, thân thể của ngươi có được ưu tú tan vỡ năng lượng thích ứng, cùng những cái khác phi thường dễ dàng chết bất đắc dĩ thí nghiệm thể so sánh, ngươi là tuyệt hảo vật dẫn. Cho nên, chúng ta dự định đem đối với ngươi tiến hành nhân tạo thánh dấu khắc thí nghiệm. Nghiên cứu viên Dê nói, nếu thí nghiệm với dấu vết nhân tạo thành công, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Z1698, bạn sẽ là chìa khóa để cứu nhân loại, nhà nghiên cứu A nói. Lừa quỷ đâu, tác dụng phụ của thánh ngân nhân tạo, thống khổ ghi chép thánh ngân phản ứng bài gì các vấn đề các ngươi tuyệt đối không có giải quyết. Lôi Nạp Đức, Z1698, nếu như ngươi nguyện ý tham gia lần thí nghiệm này, còn lại vật thí nghiệm đãi ngộ sẽ lại tăng lên một chút nga. Như vậy, thành giao." Lôi Nạp Đức nói. "Không hổ là Z1698. Khoảnh khắc anh hiến thân vì nhân loại này, tôi vĩnh viễn sẽ không quên." Nghiên cứu viên A nói. "Này này,

chống đỡ AZ-1698, còn kém một chút, nhân tạo thánh ngân liền muốn ghi chép tốt rồi. Nghiên cứu viên A nói, cái này thật đúng là đau đớn, không tốt, đại khái là tiêm vào dung dịch tan vỡ gấp ba lần đi. Bất quá. Mặc dù những tên này rất cạn bã, nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình tăng cường. Xem ra bọn họ thật sự là thành công chế tạo ra thánh tích nhân tạo, nhưng mà, tác dụng phụ cũng lớn đến thái quá ta có thể cảm giác được, hiện tại thánh tích nhân tạo đối với thân thể hao tổn thật sự quá mức. Renat, cứ như vậy thánh ngân liền khắc ghi hoàn thành, có cảm giác gì không mươi 1698. Đau. Lôi nạp đức nói. Còn cảm giác nào khác không, nhà nghiên cứu A hỏi. Không có. Thân thể hình như. Không còn khí lực. Lôi nạp đức tiếp tục diễn. Chẳng lẽ, thất bại rồi nghiên cứu viên B nói. Cũng đúng, nghĩ thế nào cũng không thể thành công ngay lần đầu tiên được. Nghiên cứu viên C nói. Ừm. Vậy thì thí nghiệm hôm nay dừng ở đây đi. Bảo vệ, mang dép 1698 về phòng hắn. Nghiên cứu viên A nói. Sau đó. Tiểu quỷ, mau vào đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Răng rắc. Cửa ngục giam bị thủ vệ đóng lại mặc dù tổn thương đối với cơ thể con người hơi lớn nhưng hiệu quả cũng không tệ sức mạnh của dấu thánh nhân tạo có lẽ đối với kế hoạch của ta trợ giúp rất lớn lôi nạp đức lôi nạp đức ngồi ở trên giường bắt đầu suy nghĩ mặc dù tổn thương rất lớn đối với cơ thể nhưng không thể quản nhiều như vậy cứu bọn nhỏ khỏi nanh vuốt của đám cặn bã kia mới là chuyện quan trọng nhất về phần ta đến lúc đó hãy nói để ta thử xem Thân thể này có thể chịu đựng được bao nhiêu nhân tạo thánh ngân. Lôi nạp đức nói. Lôi nạp đức, người có khỏe không? Đám người xê linh làm xong việc đã trở về. À, không có vấn đề, các ngươi bên kia như thế nào? Renat hỏi. Cuối cùng cũng xúc xong tuyết ở cửa, tay ta sắp tê cống rồi. A à gia tháp nói. Như vậy à, thật vất vả. Lôi nạp đức nói. Lôi Nạp Đức ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Luôn cảm giác ngươi có chuyện gì gạt chúng ta." Celine hỏi. "Là ảo giác của ngươi." Lôi Nạp Đức cười nói. Cảm giác sau khi biết chân tướng, Celine sẽ nổi giận. Nói có chút tò mò bộ dáng tức giận của Celine, dù sao bình thường cô ấy đều là một bộ dáng rất an tĩnh. Lôi Nạp Đức thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.